Rất là nhớ khám xong xong bệnh là thấy ngày đầu tiên chưa xì hơi được, qua ngày thứ hai mới xì hơi được, có đúng không? Thì ngày đầu đã xì hơi được rồi. Mẫu ra là 2 giờ tối, gọi là 5 giờ sáng xì hơi được. Rồi. Cho nó cái mổ là cái gì nè, nhiễm trùng đường mật cơ sở, mà chủ yếu ở đâu ăn cái bụng này nhiễm trùng đường mật cơ sở, là vậy sao đau thượng vị bị vàng da, bạn nghĩ là nhiễm trùng đường mật cơ sở một chủ? Em có biết bệnh nhân này bị viêm gan không? Viêm gan lên tới 700-800 rồi này. Như thế thì cái nguyên nhân của viêm gan là gì? Viêm sống vào gan làm cho gan tăng. Cái này. Cái sổ một chủ có tắc mật đấy, một chủ 1 cm thôi, nghĩa là cũng vừa phải. Nha. Có làm cho cái men gan lên tới 700-800. Như thế thì viêm gan vô nguyên nhân gì? Nhiễm siêu vi. Bệnh nhân này trước đó có nhiễm siêu vi không? Như thế thì mổ bệnh nhân này hai cục mổ trong cái tình trạng viêm gan đang có luôn, nó có những cái dự hậu bất lợi nào có thể xảy ra sau mổ? Sao cho đó được bệnh nhân suy gan sau mổ? Thì đó là tại hội chứng đó có bao gồm những triệu chứng nào, dấu hiệu nào, triệu chứng nào? Rồi thôi, tổ quả nhầm ma hết rồi cô này. Suy gan cấp sau mổ, triệu chứng lâm sàng, triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng có gì? Thôi, để hỏi quá cao siêu cho nên là không thể nào được 8-9 rồi đấy. Nhưng thật cao siêu đó là không được, có thể hỏi bình dân, đại chúng, hậu phẫu, RCB, có những biến chứng nào, bệnh nhân này có những biến chứng đó không? Biến chứng đó là gì? Làm sao biết là không có? Thời gian xét luôn nha, nói chung là cũng tạm được thôi nha, chưa có phải là chắc lắm, nói chung là đủ điều kiện để qua tốt nghiệp ngoại khoa. Nhưng thầy có nhận xét bạn gái này là những gì mình không biết cái trong y khoa, nhưng không biết là không nói nha, không có tự sáng tác ra nha, không có tự nghĩ ra theo cái suy nghĩ của mình. Y khoa nó là khoa học chứ không phải là một tiểu thuyết nha. Tự nhiên ở đây thì những đồng nghiệp chơi tác động với cũng giao kéo và nó như thế mà nghe cũng được đó, lạ thật đó.
nha. Cho nên là thầy đã rất kỳ cái chuyện là gian dối trong môn toán, cho nên thầy rất buồn và phải báo với em là em 5 điểm nha. Con cô bé này 7 hay 8 nha, có thể là cái điểm được đấy. Thì bài cũng không xuyên đóng đâu ha, hãy điểm